đây nghe cô sớm giống đi được. Khóc trong vui là được. Mà không có buồn nha, khóc không phải vui nha. Dạ, ừ, mừng nha. Cũng như giờ tôi có nhận hết, tôi cũng cảm ơn người ký tự lương ký tự lương ký tự lương ở xã. Dạ. Rồi, cảm ơn vậy là được rồi. Cảm ơn vậy là được rồi. Cảm ơn vậy là được rồi. Xúc động trước tấm lòng của các nhà trời, đặc biệt là từ ca sĩ Chí Thiện và em Thị Bình. Giải thích địa phương cũng có đôi lời phát biểu.